Xin chào bà con, đây là cái mô hình trồng tiêu. Đây là trồng hoàn toàn là trụ gòn hết. Thì qua cái vườn tiêu này bà con xem rất là đều và thẳng, và trụ trung bình trụ nào cũng 4 mét trở lên hết. 4 mét. Trụ cao nhất là 5 mét. Thì vừa rồi thấy bói có một số cây á thì tới 5 ký một trụ, 5 ký một trụ. Vì bà con nhìn rằng cây rất là cao và đều, xanh hết. Nó rất là đẹp. Thì với cái kỹ thuật trồng gòn á thì theo mình á thì nó rất là mang lại lợi nhuận cao cho bà con, vì gòn một thân nước nó rất tốt hơn so với cây mùi. Vì khi mà lên cao chúng ta, nếu chúng ta bào hết rồi á thì tiêu nó bám vào đó thì nó hút những cái chất trong thân tiêu của ra, thì nó rất tốt cho cây tiêu, hút hết những chất trong cây gòn ra, rất tốt cho cây tiêu. Con xem rất là đều, nó đều tiêu rất là xanh. Mình tiêu này có kết hợp trồng với bơ và bơ bút, vì hiện nay bút cũng được giá thành rất là cao nên trồng xen mô. Thì vườn tiêu này được 800 trụ và trụ nào tôi thấy cũng 4 mét hết á. Bà con cứ nhìn xem, bơ cũng có này, bơ thì mới trồng có một năm thôi. Thì bà con lưu ý về cái kỹ thuật mà mé gòn á, chúng ta không nên làm chặt hết ngọn gòn. Nếu chúng ta chặt hết á thì vô tình làm cho cái ngọn gòn nó chết, dẫn đến cây gòn nó chết luôn. Nên đôi lúc chúng ta cần phải nắm rõ một cái kỹ thuật mé gòn. Thì nếu để ở gần đây mình sẽ, bà con có đăng ký kênh, mình sẽ quay thêm là con biết được cái kỹ thuật mé gòn như thế nào để cho gòn nó không chết khi mà tiêu nó bám trên trụ gòn. Thì mới vô hình này á thì nông dân chúng ta mang lại hiệu quả rất là cao, cao rất nhiều so với trụ bê tông. Nhưng một trụ này tới 4 mét mà trụ bê tông trong khi đó chúng ta chỉ có được 3 mét thôi. Trụ này nó rất là mát cho tiêu này, thành tiêu rất là xanh. Thì với cái vườn tiêu này thì mình sử dụng hoàn toàn 100% là phân sinh học, không hóa học. Mà con xem rất là đều và đẹp, hàng ngàn đều và đẹp. Hầu như ở địa phương của mình ở Buôn Hồ á thì bây giờ sản lượng hầu như chiếm hoàn toàn là tiêu nhiều hơn cà phê. Thì mình cũng mới vừa quay clip cho bà con xem về cái clip kỹ thuật dựng trụ tiêu á, để trồng tiêu và chân dây. Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh xem hết, tham khảo cái vườn của mình đang quay. Xin cảm ơn bà con.